Rồi, ok, xin chào tất cả các bạn. Mình là Lâm Bách Hợp, rất vui được gặp lại các bạn trong video ngày hôm nay ha. Thì hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau chơi đánh bài tiếp nào. Rồi, thì nói chung vẫn sẽ là bộ Hỏa Diệm Công Chúa, nhưng mà mình sẽ chơi nó bên một phiên bản khác các bạn ha. Rồi, thì nói chung bản mod này thì là một cái bản mod mà mình đánh giá nó hơi thấp, do là nó bị một số cái lỗi nhất định. Nhưng mà nhìn chung thì chơi nó cũng có cái gì đó là hấp dẫn. Tại cái cách đối phương bạn làm ra cái mod này, set cái bộ bài đó, chủ yếu là bạn này bạn ấy không làm cái hình động được thôi, đa phần cái hình bạn ấy làm ra là hình tĩnh rồi thôi. Nói chung là chúng ta cùng nhau thưởng thức cái bản mod này thôi, không gì cả. Tại vì ít nhất là nó vẫn rất là đáng chơi các bạn, nó không có một cái, nó chỉ bị cái là bạn này không làm được hình ảnh động thôi, chứ set cái bộ bài hay là làm mấy cái giao diện này thì cũng tương đối được. Cái màu sắc thì mình cũng không biết là sao bạn ấy lại làm cho nó hơi tái tái một tí, nhưng mà cũng được. À, nói chung là bộ bài lần này mình hướng về phía hỏa, chơi hệ hỏa nhiều xíu. Rồi, ok, bạn ấy phong ấn mình thì cũng không sao cả, phong được con lá thôi. Rồi, nói chung là mình có thứ tinh ngục tù ở đây thì nó thiệt với các bạn là mình cũng không lo gì nhiều. Thứ nhất là chơi bộ bài này thì hầu như là mình không bắn đối phương, cho nên là mấy cái trap này đôi khi nó cũng hơi khó kích hoạt. Mình cứ thủ thôi. Bộ bài lần này thì nó vẫn khá là đa hệ nha các bạn, nhưng mà mình sẽ ưu tiên mình sử dụng nói sao ra mình vẫn sẽ ưu tiên mình sử dụng quá hệ hỏa trước, tại vì bộ bài này nó hướng tới cái gì sử dụng hệ hỏa. Mặc dù có thêm một nhỏ tấm mưa này nó ở đây rồi, anh không có trap hole thì là tốt rồi. Rồi đây, để coi anh còn chiêu gì nữa nào. Bạn nào mà quen xem cái hình động thì xem chơi cái game này, xem cái hình tĩnh thì thấy nó hơi bực mình xíu. Mở đây nó ra các bạn thấy không, đó là ai nó bạn ấy set được cho rồi chớp mắt rồi mà không set cho cái miệng nó tự động thì thấy nó hơi cực kỳ. Rồi ok, bạn ấy lấy luôn con chú lửa của mình, thêm con thiên thần ở đây nữa, 500 thì bạn ấy cũng không trừ máu của mình được các bạn ạ. Rồi mình dở cái này lên luôn, mình chả có việc gì phải sợ. Đang ở cái thế này bạn ấy làm được cái gì mình đâu chứ. Rồi ok, mình với bạn ấy đều đếp bài rồi các bạn. Rồi có con Chimera ở đây là ngon rồi. Có con Chimera ở đây là ngon thôi rồi luôn. Bộ bài này nó không có mod bài nhiều các bạn, đa phần nó giữ nguyên bài gốc, thành ra chúng ta nếu mà mod thì mod được mod hình các bạn. Còn chỉ còn cái lá bài, nó chức năng lá bài hầu như nó giữ nguyên. Có điều bộ này thì bạn set cho cái lá này hơi nhiều, thành ra đa phần nó không rút bài được. Bây giờ anh phá bài được của mình thì cũng khá là ngon đấy, nhưng mà không có nhiều giá trị lắm các bạn. Rồi con này thì từ 600 nó tự còn 500 nó lên 1001 thôi, đáng lẽ là mình phải đem theo cái lá núi lửa nữa đó, mà thôi mình thấy mình nên hút ưu tiên dùng cách dùng con này mình kéo máu từ từ hơn, chứ dùng con này để bắn thì cũng không công bằng lắm đối với AI. Nếu mà các bạn thấy muốn thì để lát nữa quýnh hết bài dáng này mình ra mình set là bộ bài một tí. À, ok phá, có kháng phép à, không thì ra là bánh trưng sông pha đó các bạn, hơi thở mừng thú. Rồi ok, vậy cũng tốt, mình mong chờ cái điều này nãy giờ để quýnh đòn cho nó đau. Có con nhỏ tấm mưa ở đây thì mình không sợ mất máu lắm, tại đơn giản nó cộng máu cho mình dù không nhiều, nhưng mà ít nhiều gì mình cũng sẽ nhiều máu hơn đối phương, thì đó có nghĩa là mình có một cái lợi thế nhất định các bạn. Giống như hiện tại các bạn có thể thấy hai bên trên nhau một cái lượng máu có thể nói là khoảng hình như là 2800, nếu mình đoán không lầm, thì nói chung là trên nhau một khoảng là cũng hơn 2000, vậy là ngon cơm rồi, cũng chả gì đòi hỏi gì nhiều được. Lý do nãy giờ mình không bắt con này về tại đơn giản là mỗi lượt mình cộng cho ảnh 1000, trong khi đó là mình lấy được khoảng có 500 mà mình lỗ rồi nó không thể bắt. Trường hợp này mình không biết là mình có nên bắn hay không nha, vì có thể nó có con này ở đây. Rồi ok, có gì à, rồi thủy độn các bạn, thủy độn thủy long đạn. Rồi ok, mỗi bên được rút lá coi như hòa. Rồi bạn ấy lấy con này rồi. Ồ, bạn ấy có con này để phong ấn là hơi bị nguy hiểm nha. Mình thì mình nghĩ là mình sẽ lấy con cứu lửa ra, tại bây giờ mình vẫn đang cần con cứu lửa.
Rồi xong, không có gì thôi. Nói chung lá này còn đây thì hầu như lá này ra sớm thì đỡ mình. Rồi xong 500. Mình không bắn thì hầu như chả có gì phải lo. Hỏa diệm công chúa của mình là khỏi chê rồi. Rồi bạn ấy là úp xuống nữa. Rồi để xem nào, bạn ấy có chiêu gì đây. Khóc đi, hãy khóc đi, khóc đi, đừng ngại ngùng. Ngửa mặt lên xem mặt tí nào. Ồ, hai con này luôn hả? Ghê gớm, lợi hại dữ vậy sao? Rồi tự búp cho bản thân tí. Rồi hình như là mình nhận được tin nhắn của bạn rồi đó, để mình đọc thử coi. Rồi ơi, nó cũng chỉ quăng được con này ra thôi mà nó bắn không có được. Để xem nào. À cái này là tin nhắn của bàn luận bên cái vấn đề lịch sử thì thôi, ở đây không bàn, ở đây mình đang đánh bài. Một số bạn nói là thích nghe mình kể chuyện ngoài lề, nhưng mà từ từ cái đó tùy tập, tập rồi không phải tập nào cũng kể chuyện ngoài lề. Rồi đây có cái lá này thì cũng hay, mặc dù chắc cũng chậm. Trường hợp này mình chỉ dùng nó khi trong trường hợp lá này chưa ra thôi, chứ còn mà ví dụ như ra rồi cũng không muốn dùng nó làm gì. Con Chimera này khá hay, tại nó hai sao rồi nó sẽ bắn được. May qua mấy bản sao mấy con búp búp thường nó mạnh quá ra, đôi khi là dùng tới ngục tù xong là khỏi dùng nó luôn. Rồi ok, hai lấy được quả ảnh 500 máu. Rồi sau đó thì mình xin nhẹ thêm 800 nữa. Như là chơi đúng kiểu bộ bài hệ hỏa luôn đấy. Rồi phong ấn thì phong ấn, tại mình cũng chả đem mấy con hồi phép hồi tráp gì theo, thành ra là có phong ấn thì mình cũng chả lo. Rồi thêm một con thiên thần tỏa sáng nữa cũng vậy. Rồi đặt tráp thôi, cũng không có gì phải là làng như vậy đâu anh ơi. Rồi xong, Tam Nga Tuyệt Huyết cũng đã xong. Rồi 500, mình lấy lại 500. Thật ra giờ chúng chỉ có mỗi con Chimera của mình là bắn được thôi các bạn. Chimera này anh Gia thấy thì chắc chắn là anh Gia chê rồi. À, ra cái bình à, hay đấy. Đúng cái mình đang cần. Tại mình xếp bộ bài này là chủ yếu là mình sẽ không đề cao cái tấn công mà mình sẽ đề cao cái phòng thủ. Cho nên là hầu như là mình sẽ đủ qua để là con này nó dễ sống sót tí thôi. Mà tại hôm qua là mình đã chơi theo cái kiểu đó là cho con này nó nằm ngang qua để dùng cái lá thiên thần búp rồi. Thành ra bữa nay là mình muốn dùng cái lá nó khá để mình búp nó ở thế công hơn. Tại vì đem theo con này nữa nó muốn công cũng được. Đó, nó gia tăng sức chiến đấu lên kiểu này là đối phương thấy là cũng yếu rồi đấy. Nhưng mà mình để từ từ, mình không có làm gấp. Rồi để xem anh ấy còn chiêu gì nữa nào. À anh ấy đang khống chế cái lá bài của mình nhưng mà xui cho ảnh. Ảnh bật, ảnh dở được cái lá tráp, kháng tráp lên. Ơ quên mất, giờ mình lá này của mình cũng là tráp. Ây da, cày thế nha. Hai con Chimera của mình quên mất lá này, dở lên cái là không có dùng được nữa. Rồi ok, có con này ở đây mình dù muốn tắt chiến cũng hơi khó. Con này giờ úp xuống, con này quăng ra, gọi một con công chúa lửa lên nữa nào. Dám chơi dám chịu chứ. Rồi đây bắn gì đây, đừng nói có Marufo nha. À không, là con này thôi. Rồi ok, ảnh tự làm mất bài của ảnh, mình chả lo. Máu với mình 200 giờ chả đáng. Rồi xong, lá này không dở lên được các bạn, mình để tráp hơi nhiều, ảnh có lại có lá kháng tráp.
Bên này hình như chưa thấy ảnh dùng con Shinzo mà dùng con này cũng hơi mệt đấy. Rồi cái này chịu rồi, không dỡ con này lên được. Lượt sau ảnh lại dùng cái này. Chà, cái thế của mình vô tình bị phá. Giờ không phải có lá nào nó phá cái lá này mình mới yên thân được. Chơi cái này nó phong ấn bài mình. Ngửa lên nào, kéo luôn lá bài của đối phương. Thì ra là lá này. Rồi con này nó bắn mình cái nó bị suy yếu rồi bắn con này trước. Cái gì đây? Ủa búp sức mạnh nhiều vậy? Cái này là búp hơi bị quá mạng rồi đó nha. Rồi còn 900 thì không dọa được ai đâu. Có điều là giờ có lá phong ấn ở đây thì mình không dùng cái effect của con này được. Nó phải xuống mộ thì mình mới được rút bài, còn không thì nó xuống đây đó bị phong ấn là không có dùng được. Cũng may là giờ còn mỗi con này bắn được thôi. Rồi hay quá, lại tiếp tục được gia cố hàng phòng thủ rồi. Thế trận biến hóa khôn lường các bạn. Rồi ok, phong ấn thì phong ấn, chả sao. Đừng phong ấn con này thôi. Rồi 100 cũng được rồi, không cần nhiều. Mình thì không có đem cả thủy độ nó nắc hôn theo, ra khi ghi thì đang không được dùng. Đúng rồi, nó lật qua đi chú em. Thật ra con này chết nó gọi con hệ quang khác ra ngon hơn, ra con hệ quang khác ngon hơn. Rồi để xem nào, nói chung là không ngờ là ảnh đem theo tứ tinh ngục tù ấy, xin lỗi các bạn, mảnh chưa xông pha nhiều dữ vậy. Rồi cuối cùng thì con này nó cũng ra. Đợi nó nãy giờ ảnh mất 2, mình mất 1. Rồi có thể ảnh cũng mất 3 luôn, cũng có nguy cơ đó lắm. Rồi giờ tốt. Rồi 1. Này mà nãy giờ có cái lá zombie bóp cổ, đây là mình bóp cổ ảnh te tua rồi. Ây da. Rồi tới ảnh điện tử vô hóa con này. Rồi xong. Giờ con này dở lên vô nghĩa là phải để dành một ô. Rồi xong rồi từ tính. Mình ra trap nhiều quá mà ra đúng con lá phép. Trời. Chơi vậy ai chơi không ơi? Chà, quả này AI nó phản công bất ngờ quá, mình không trở tay được. 100 máu thì giờ không ý nghĩa gì cả. Tính dùng con này để hại ảnh mà giờ vô nghĩa rồi. Không có cái bình cyber ở đây mình khó phá thế rồi lắm. Rồi xong. Cho con này nó bắn, mỗi lần nó bắn là nó cứ mất 100 máu mà mình không bị gì đi. Gì nữa? Ảnh thì giờ ảnh tha hồ ảnh spam phép luôn. Tại vì đơn giản là giờ có cái lá tráp nào để kháng phép được nữa đâu. Nãy mình xài mất cái tâm Nga tề tuyết rồi nữa. Chịu, con Shinzo nó ở đây làm gì được nó giờ. Bản thân giờ mình giờ cũng không được cộng máu. Rồi đây, quăng con này ra chơi và không thèm bắn. Dụ con này nó bắn mình. Không phải mình anh biết dùng mảnh trừ sông pha đâu anh ơi. Đừng là con Shinzo, lúc này mình thủ được. Tại vì có con này ở đây.
Cái này vô ra nó vô hóa con này luôn, mình lại không có đem theo cái bàn tay mình kéo giò nữa. Giờ trừ ảnh 500 không ý nghĩa gì hết. Chà, không có lá nữa bạn, để giờ tao mặt bằng thì hơi dở rồi. Chấp hôn giờ cũng không ý nghĩa gì cả. Rồi thôi được rồi, để con này nó giúp mình lấy bài cũng được. Không biết còn lá bài nào để xài không đây. Con gì đây? Chết rồi, con bọ tụi người. Rồi nó phong ấn luôn, nó không cho lấy bài các bạn. Ảnh còn tới 10 lá lận giá này coi như mình thua rồi. Trừ khi nào mình lấy được một cái lá nào đó để mà phá thế thôi. Mà giờ làm sao phá thế được. Pha này là chơi hơi liều ngang. Rồi ba con phong ấn luôn. Chắc là lá này, có lá này để chơi chiêu rồi đúng không? Rồi nếu đã vậy thì em cũng thử liều với anh một phen, được ăn cả ngã về không. Mình thắng thật à. Rồi ok. Phụ hoàng thủy chiến khiến cho chính mình còn thấy ngạc nhiên. Rồi ok. Tráp nữa phải cho bộ phải ra, lát nữa ra bớt tráp thêm phép rồi, chứ còn không là phải bị ảnh chơi thôi. Ảnh có con Shinzo, quên mất rồi, rất hay xài Shinzo. Rồi bắn đi anh. No. Rồi 500. Mất máu đi anh. Rồi đây mình effect bài ra thôi là các bạn có thể thấy không. Giờ mình còn 44 rồi đó, cách ảnh 10 lá, nãy giờ là mình cách ảnh 52, 10 tới 12 lá. Trời, trường hôm nay thì mình lỗ. Rồi mà không sao, chuyện đâu còn có đó. Trời, ghê gớm, lợi hại dữ vậy ta. Rồi ok, bộc phá chi thuật, phá. Rồi 1000. Bây giờ mình ra được có một con. Để nó ra trùng mình phải chịu, biết sao giờ. Có lá này ảnh mới ra bài, ảnh dính trưởng. Rồi phải đợi con hồi máu nó ra đã. Cái lá này là nó hợp với con này lắm nè, mà tại trường hợp này mình đang không dùng được, mình chưa có tứ tinh ngục tù ở đây. Các bạn như phải dự phòng thêm con gia hồ bình Liên Hợp Quốc nữa các bạn. Tại nãy mình dự trù cái đường mà ảnh kháng phép thôi, không có dự trù cái đường ảnh kháng tráp. Đây rồi. Dám quăng ra là có lý do mà. No. Từ từ cho anh thất vọng một xíu đã. Cái gì đây? À phong ấn à. Rồi phong ấn thì phong ấn vậy. Con gì đây? À con bọ thịt người. Giờ còn mỗi con này được phép bắn. Tứ tinh ngục tù. À, sao để lượt sau bỏ con này xuống, mình gọi con này ra cũng được. Giờ còn mỗi con này được bắn à. 500 vậy, có gì đâu cắn. Ok. Rồi, quăng ra. Không biết lá này là lá gì đây. Cái gì đây? Oh. À, mà mình có bắn con đó đâu. Rồi để hồi sinh phát đã. Đây hồi sinh con hỏa diện công chúa của mình lên nào. Rồi xong bắn phát cho vui nhà vui cửa luôn.
Còn anh có chiêu gì hay không? Trường hợp này là không có rồi. Bây giờ ông ra ăn nhỏ tắm mưa sớm sớm chứ để mình còn cho anh biết mò cho anh trận. Ảnh ra xung quanh sớm thì mình cũng mệt đấy. Con gì đấy? Trời, nữa hả? Sao dai quá vậy? Đúng rồi là tuyệt chiêu con này sao dùng nhiều quá vậy? Toàn bài của Yugi thôi. Thật ra mình cầm bài của Yugi cũng khá nhiều. Rồi con Chimera của mình đây. Little Chimera. Này thì bỏ ăn thịt người này. Trái đen thui đi. Rồi để coi ảnh có tuyệt chiêu gì hay hay nào. Còn gì nữa? Ôi trời, cái bên ảnh mất bài của mình phải mình mất đâu. Cũng tỏ ra nguy hiểm. Rồi ba lá bài đấy nha anh trai. Ảnh cũng bỏ con này xuống rồi. Rồi thiên thần tỏa sáng thì cũng chả làm được gì đâu. Ngoài ra thì thiên thần này mình cho xuống hố là vừa. Rồi đặt trap nói nhiều quá mà không thèm lật qua luôn. À quên, không lật được đâu. Anh mới ngửa lên mà đâu lật lại được. Rồi đây. Đây. Và đây. Anh em đâu, bắn phát cho vui nhà vui cửa. 400. Thế là xong cái bình. Cái bình này bằng đất nung mà để lửa nó phun mà tới nó nứt nó bể là dở rồi. Rồi đây thôi dùng luôn các bạn ạ. À. Lý do dùng luôn hồi ảnh ra con Shizuo cũng dùng cũng được như vậy à. Hà giờ dùng luôn cho đỡ phí. Ngàn chín là cũng đủ rồi, không cần phải chơi phải 2.500, 3.000 mới dùng đâu. Chứ là thấy ngàn bài, 1.500 cho nên là chơi được rồi. Chứ là còn để chủ để phá bài đối phương nữa. Gì đây? Trời đất ơi, huyết hoa cũng không bạo à. Rồi để coi nào, ngửa con này lên. Không dùng cũng mất. Giờ hình như mà không biết là mình xài con phù thủy rừng đen chưa ta. Chắc chưa quá. Rồi chịu rồi, biết sao giờ. Có phù thủy rừng đen đây mới được rút bài. Không. Rồi. Sao ảnh cũng phá bài ảnh mà phải phá bài mình đâu sợ. Ưu tiên bắn hồi yếu nhất trước, cái đó mình biết rồi. Rồi đây. Rút con Chimera ra tiếp. I end my turn. Rồi cuối cùng con bé tắm mưa nó cũng ra rồi. Đây. Tuyệt chiêu đây. Gọi con công chúa rửa ra nữa là xong. Đây công chúa lửa ra trận. Anh em bắn. À là con này. Sao mình con thêm một con Chimera ra nữa là đủ. Để con này ngửa đi, có gì nó thí mạng cho con này. Mình bây giờ máu mình vẫn gấp đôi máu ảnh và sắp sửa đây là mình còn ngon hơn. Tại mình có con tắm mưa ở đây rồi. Chơi gì cũng có chiêu mà. Chà, không sao anh sẽ bắn con này, cái đó thì mình biết chắc rồi. Rồi phong ấn luôn thì không dùng effect được. Năm trăm. Anh đi hết 500 đi. Man, that was close. Too close. Rồi kiểu này mình phong ấn bài của anh luôn. Anh đặt trap xuống là anh biết mặt mình liền. Hai con Chimera nó hỗ trợ con này tăng sức mạnh lên thì Ghost Rider cũng cháy thành than nhá. Man, that was close. Too close. Dù là hỗ trợ chiến đấu kiểu này là hơi bị kinh đấy. Phải thêm một con Chimera ra nữa mới đủ phá con này, không thể là phải đợi con này lượt sau mới phá được. Rồi anh có gì nào. Chà, quả này chịu rồi, không có cách nào cứu được. Hai lá hồi sinh cũng xài hết rồi. Không có đem cái lá núi lửa theo người ta để thế công cũng hơi khó. Hay. Whoa. Man, that was close. Too close.
Rồi ok, ảnh mà bắn con kia của mình nữa thì mình đây để vậy cho ảnh bắn con này, mình đạp cho ảnh cái là xong. Ôi trời ơi, hồng thì ra là hồng nhãn lông à. Rồi hồng nhãn lông càng hay. Rồi ok, con chim mình thì không có cách nào cứu được con Chimera của mình rồi. 1.300, cái này hơi đau nhưng mà ráng chịu. Và kéo giò thần công. Không có kéo giò ở dạng phép thì có kéo giò ở dạng trap đây. Không, anh đừng có tào lao với em, tụi ăn em mà dễ à. Rồi ok. Trời, lá này đã nãy giờ nó mới ra, nó trừ ảnh 500 đâu. Thật ra con này ra cũng chỉ thật ra nó là một đem hay một con hệ hỏa này cho vui thôi, chứ lâu rồi không cho lấy con này ra xài các bạn. Hơi buồn. Cái con này tôi là cái Get Soldier, là mình nhớ tới ông cảnh sát tên Get Get về cái series phim hoạt hình cảnh sát Get đó, không biết các bạn có coi hay không. Của Disney đi coi khá hay. Ông đó ông hài thôi, ông ra đủ thứ hết trơn á. Chứ là ông hơi bị ngáo một tí nhưng mà nói chung là rất là hài, tại vì sao ông là robot mà. Đây nói chung là kết thúc ảnh bằng 4 quả tên lửa rồi các bạn, tên lửa vắt vai. Nhìn như làm nhớ tới Arnold trong cái phim Commando vậy đó. Trời, cái lá bài này nhìn nó mất thẩm mỹ quá. Nói chung là thần đèn kiểu gì đây là Lord of the Lamb, nói chung là nói gì ta. Nói chung là chúa tể của mấy cái cây đèn thần, nói chung là đây là thần đèn phiên bản chúa tể các bạn. Nhưng mà nhìn thì không bằng thần đèn bình thường kia nữa, thần đèn này được cái đô thôi nhưng mà chả mạnh mẽ gì. Ông thằng đèn kia râu kia nhìn nguy hiểm hơn. Con này thì một số bạn nói là nó cũng thường thôi, con không để tâm nó nhiều. Con này thì nhìn thì hấp dẫn nhưng mà cũng không hấp dẫn lắm, tại nó 5 sao, nó 4 sao thì nó ngon rồi. Con này để thủ để công thì được nhưng mà nó phải 4 sao với nó 5 sao thì nó tào lao. Rồi thôi đổi bài coi nó ra bài mới hay không. Chơi bản mod thì khả năng cao nó ra được bài mới, tại bản mod này thì mình chưa lấy được hết bài. Thêm một con Cyber Happy Lady cũng được. Rồi không đòi đấu nữa đúng không? Rồi không đòi đấu nữa là thôi. Mình để dành video khác làm. Rồi ok, cảm ơn các bạn đã ủng hộ video của mình ha. Mình là Lâm Bích Hợp, hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Bye bye.